Chào các bạn, như ở video trước, Bilura đã chỉ ra cho bạn 4 yếu tố gây bệnh, đó là do nhiễm khuẩn, tuyến tiền liệt bị vi khuẩn nấm khuẩn tấn công, tình trạng lắng đọng canxi gây hình thành nốt vôi hóa, môi trường sống bị ô nhiễm, thói quen xấu như nhịn đi tiểu, ít uống nước. Khi thoát khỏi bệnh viêm và vôi hóa tuyến tiền liệt, bạn sẽ có dòng tiểu ổn định, không còn lo tiểu nhiều lần, tiểu đau rát, qua đó giúp bạn yên tâm về sức khỏe của mình, chất lượng cuộc sống nam giới sẽ được cải thiện. Đặc biệt, khi điều trị khỏi viêm vôi hóa tuyến tiền liệt, bạn sẽ tránh được các nguy cơ mắc phải các bệnh lý khác như ảnh hưởng chức năng thận, các bệnh về sinh lý nam như suy giãn tĩnh mạch thần kinh, viêm tinh hoàn, viêm và sỏi tiết niệu, rối loạn chức năng bàng quang, ảnh hưởng số lượng và chất lượng tinh trùng. Bạn có thể cải thiện căn bệnh của mình bằng chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh. Ở video lần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nam giới bị viêm, vôi tuyến tiền liệt, làm thế nào chỉ ăn uống sinh hoạt mà vẫn khỏe. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn chế độ ăn uống mà nam giới cần bổ sung hàng ngày để giúp tuyến tiền liệt khỏe mạnh. Nam giới nên ăn những loại trái cây như cam, chanh, bưởi, táo, dứa vì chứa nhiều hàm lượng vitamin giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể và giảm tình trạng viêm nhiễm. Nhóm thực phẩm giàu protein như cá hồi, thịt heo, nấm, những loại thức ăn này giúp phục hồi chức năng của tuyến tiền liệt. Nên ăn tất cả những loại rau màu xanh đậm như rau chân vịt, bông cải xanh, rau cải xoăn. Những thực phẩm này sẽ giúp ổn định dòng tiểu, cải thiện tốc độ dòng chảy nước tiểu. Ăn các loại hạt như hạt hồ đào, ốc chó, đậu phộng, hạt dẻ, hạnh nhân. Đây là nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng lớn, giúp tăng cường sức khỏe của tuyến tiền liệt. Không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Hạn chế ăn mặn, ăn nhiều gia vị cay nóng. Những thực phẩm chứa nhiều chất béo và ngọt. Với chế độ sinh hoạt thì bạn nên ngủ đủ giấc, vì giấc ngủ có tác động rất nhiều đến sức khỏe. Không nên nhịn tiểu quá lâu, sẽ làm tình trạng viêm nhiễm nặng hơn. Quan hệ tình dục đều đặn và an toàn để tránh tắc tuyến tiền liệt. Giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ hàng ngày để tránh nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt. Thường xuyên tập thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Nên tập những bài nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, bởi đây là những bài tập rất tốt cho vùng xương chậu. Sau đây là chia sẻ chân thật của chú Trần Tiến đã cải thiện hiệu quả bệnh viêm vôi hóa tuyến tiền liệt bằng phương pháp áp dụng chế độ ăn uống dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học. Cùng lắng nghe chia sẻ của chú sau đây. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi tên là Trần Tiến, năm nay tôi 63 tuổi. Tôi hiện đang sinh sống tại quận 5. Tôi thật sự muốn chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn, một năm vừa qua là một năm kinh hoàng đối với tôi. Tôi không hiểu lý do tại sao mà sức khỏe tôi đã được tuột dốc một cách trầm trọng. Tôi hay thức đêm, đi tiểu đêm mà tiểu rất là khó khăn. Nó rỉ từng giọt một và nó bị đau ở dưới bụng dưới. Thì con tôi nó cũng lo. Nó yêu cầu tôi đi tìm đến bệnh viện và bác sĩ. Thì tôi được bác sĩ cho biết là tôi bị viêm tuyến tiền liệt và nhô vôi 5mm. Thì bác sĩ có cho tôi thuốc để uống. Và sau thời gian điều trị nhiều lần như vậy thì tôi thấy là bệnh tình tôi nó cũng không có thuyên giảm. Tôi thấy như vậy thì nó cũng rất là mệt và khó khăn, do đó tôi không có điều trị nữa. Trong một thời gian tình cờ tôi biết được ở công ty dược phẩm Bilura ở quận 2. Tôi muốn yên tâm thì tôi phải tìm đến đó, và tôi đã tìm đến công ty dược phẩm Bilura này. Thì các anh chị và các bạn ở đó giới thiệu cho tôi về cái liệu trình để mà điều trị. Tôi thấy yên tâm. Các anh chị biểu tôi là phải ăn uống điều độ, tập sức khỏe và ngủ nghỉ ngơi cho nó nhiều, cho nó tốt. Thì và khuyên tôi nên ăn uống theo cái phương pháp như là ăn rau xanh nhiều nè, rồi ăn trái cây như là quất, cam, bưởi, quýt, rồi dùng ốc chó hay là đậu nành, đậu phộng, nhân dân. Rồi các anh lại tiếp tục khuyên tôi là nên vận động, tập thể dục, đi bộ, chơi cầu lông. Thì tôi cũng muốn khỏe mà, tôi muốn tốt thì tôi phải làm như vậy thôi. Và tôi tuân thủ theo các anh thì thật sự ra này, nó hiệu quả vô cùng. Tôi đến cầu lông với các cháu, tốt, đi bộ, khỏe hẳn ra. Sau thời gian điều trị thì tôi cảm thấy rằng sức khỏe tôi nó có tiến triển một cách rõ rệt. Bạn thấy đấy, chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học góp phần không nhỏ cho việc điều trị bệnh tuyến tiền liệt.
Tuy nhiên, để chữa bệnh viêm vô hóa tuyến tiền liệt một cách nhanh chóng và dứt điểm, bạn cần có một phương pháp điều trị chuyên sâu. Hãy cùng Bilura đón xem video tiếp theo để biết được giải pháp chữa bệnh viêm vô hóa tuyến tiền liệt an toàn từ thảo dược thiên nhiên Mỹ mà rất nhiều người đang áp dụng nhé. Để được tư vấn miễn phí, mời bạn gọi vào hotline 0909 400 649 hoặc 0962 158 661. Mời bạn truy cập website quendiviemtuyentienliet.com, youtube.com/bilura tv hoặc đến trực tiếp địa chỉ công ty dược phẩm Bilura tại số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilura TV.